chưa? Soi điện thoại anh trước. Ghê không? Thôi để đi lên chút lên YouTube đi coi. Đi từ từ cho anh thật ra cho coi ăn, ảnh cho ăn xào cho ăn giống vậy. Em lại cái tủ trước á, cái tủ thuốc á, mà cái tủ cái ngăn cuối cùng luôn, em coi lấy chữ ký sinh tố tỏi biết không. Trong cái mấy cái bọc nằm trong cái tủ bự á là em lấy sinh tố tỏi á ha, cộng với ra đằng sau lấy ngay cái thùng cao, lấy chai na cô xít để đến chút có vợ anh Lý lại lấy trong kho na cô xít. Trong em vừa vô là mấy bên trái luôn là có mấy thùng cao để chữ na cô xít đó nha. Một bịch sinh tố tỏi với một chai na cô xít. Không chưa, sợ gớt không, chợ đại đi cũng được. Trời, bông ra, bung đều ra, bung đều ra như gãy phân vậy đó. Đó giờ biết gãy phân là gãy phân. Gãy vậy nè, bung đều ra như gãy phân vậy đó. Nè, trời vậy nè. Kệ cho cá ăn cũng được. Đều vậy đó, đừng có cho nó dính vô. Mà cái này bữa sau anh phải cho nó khô một xíu nữa nha. Không xuống xuồng ai với anh thật kìa. Ổng cho ăn xong bắt đầu cô tới của anh. Đây là mới vào nghề nha các bạn. Mới vào nghề mà giá ông quốc 30.000 con ếch nha. Người đầu đi, anh đầu ổng đầu. Cho ổng đi ổng ngồi coi anh thả lại đi. Người đầu. Đâu chìm đâu không? Để ổng đẩy xích tới anh Tư, rồi anh ngồi khúc sau, anh ngồi khúc này chìm sao? Chúc cho ếch ăn là phải té đè một hai lần nó có kinh nghiệm nha. Mai về làm cái vợt. Khoan để chút gãi lượt luôn, để thằng ăn trước thằng sau. Mai người làm cái vợt đi. Đẩy tới. Bữa ông ăn xong một lần theo vậy đó. Thấy không? Người ta đem xuống đây đụng năm cho bi cái hai anh em tôi lắc từ từ. Anh buông đi cho anh tặng kéo lần theo mùng vậy đó. Hai anh em bữa ta ra đắt bắt cầu đi cho dễ. Trộn lên cho nó khô anh thôi. Của anh từ nhiều đó ăn chắc không đủ. Của anh thật hơi thưa anh thôi. Mùng này hơi thưa. Anh về bữa anh thúc bàn ếch kia anh thật nhỏ gãi xương xương ngoài cho cái giò nó ăn thật lâu lâu gãi xương xương ngoài miếng vậy đó. Anh cho ăn là phải qua một quận cái đầu cho ăn lại một quận vậy đó nó mới đều. Vậy mai chưa mẹ mua áo phao để bơi đi bơi. Để xuống xuống trái dừa. Chú có mỏi nhóc đây. Đó là chú rồi dừa không loại bằng gì đốn với chú thôi. Đó là khi cái chú cái chú đó đốn muốn giành giật với nhau đốn. Mùng này chắc còn chừng 6.000 gì không tới. Tranh thủ xong đường này ta đè ếch này đè đẻ được rồi đó anh thật ơi. Anh thật. Bởi vì anh đẻ xong là anh đẻ bạc lấy bạc mua bạc cũ không? Mới xài con chiến hai chiến mà ghẻ. Ông Tùng giống thay tại thay bạc mới á. Muốn mua sọc có, mua bạc có. Thiếu gì? Cái này chắc anh nương lên đi rồi dồn lại mùng bánh nào thôi. Hai mùng dồn lại mùng. Có hai mùng này mà dồn qua được.
À, dưa anh không phải dồn dưa, anh chim thêm mắm rồi, của anh thiếu ấy lắm rồi. Của anh nó nổi chuyện lắm rồi. Nó còn mai chim thêm mắm đi. Xong đợt này đi hả, nuôi nhiều. Mẫu hơi nhỏ. Cái này mình làm có cá cha rồi, tao làm vợt vớt được anh thật. Cái ơi. Này là nó vợt rồi, vậy, vậy, vậy. Cái ăn gì? Không ăn nó chết, nó đi ghẻ từ từ, ăn ếch nó chưa ăn được. Anh Tư gãi cho anh miếng ở đây nè anh Tư. Gãi cho anh thật miếng ở đây nè. Thiếu vị ngồi đó thật, gãi đây cho anh nè. Gãi cho anh thật, tại mới về trộn thuốc cho nên. Bung tay đều ra, gãi lên dĩ á, bung tay đều ra, con ta coi tay anh thật kìa, đừng ít ít thôi, đừng có nhiều quá, bung cái tay đều ra, chậu chỗ nào nó có thức ăn nó chậu dư bên kia nữa chứ để nó đùng thức ăn, hiểu không? Ừ, chỗ nào thấy nó còn ngồi đó thì gãi bung đều ra. Cho ăn lại đạn quận nữa đi. Bốn đi rồi quất được rồi. Ừ, ếch này xình nó ghẻ nó quất chưa hả? Này chăm chăm thêm nước nè anh thật. Nhưng mà mới chăm cái điện xong rồi. Nó lấy vợt ra cái thời gian này. Ngọn vớt rồi. Cái này. Vô nghề chết ăn mà phải té xuồng 3-4 chiếc mới gành. Không bốc đi là bỏ điện thoại lên trên nha. Không để dưới. Dạ. Chim thêm nha, dĩ được tôi nghe thật. Này đã hao mà hai ống xiên là đem theo kéo cắt á. Cắt cho làm hai cá vô giống dễ à. Ta nuôi cá vô là người ta thương cá vô nên ta cưng nó là mới về là ếch nhà ta bỏ vô xong ta cắt xuống rồi gãi cho nó ăn. Ít ít gãi thức ăn ở ngoài xíu đi thật ơi, cho nó ăn ba cái ít chết đi. Ít này anh bỏ vô keo 2 tiếng hồ không chết. Ngày sáng cho ăn cử thuốc nữa nghe anh thật. Chứ một mùng này bình quân một ngày 10 con đổ lại thì được, còn trên 10 con là nấy đó. Của anh Từ nữa hai mùng đó dày hơn của anh thật. Mùng ăn nhiều mà. Con cũng lại con nhiều hơn. Tại đó là anh với anh hai không có được. Ờ dứt qua dứt lại. Anh dứt sò qua đầu dứt nhỏ lại anh thật. Dứt nhỏ lại đưa vô cái mùng 2000 á. Mùng này ăn mạnh đi. Ba mùng này tương đương lượng ếch của anh Tư ạ. Có 20.000 không của anh vậy ha. Chắc của anh quận nữa quá anh thật. Có ý nó cái lượng thức ăn á. Gãi đều quá anh Tư. Gãi mà gãi nên bung cái tay ra chứ gãi cái đầu bung. Nè. Gãi sao cái tay vui ra đặng 4 5 ngon.
đừng có ám mạnh quá, đừng ám mạnh quá. Rồi trái nào mà anh thấy không có thức ăn nghe, nó gãy tê như góc bên kia kìa, góc kia mạnh cao tay lên. Ừ, rớt ra ngoài đỉnh cây bà nó, kiểu này cho ăn không đều rồi. Cho ăn mà làm ẻo chứ hả? Cho ăn ẻo kìa. Từ từ tới, để anh đẩy tới từ từ, chỗ nào nó không có thức ăn là gãy tới vô. Quá thất thoát rồi, cho ăn này thất thoát quá rồi. Nó gõ trội mạnh đại lên. Ừ, nó. Rồi cái chỗ nào mà nó chưa có là ta quăng cái bung bung cái tay ra, bung năm ngón tay ra. Ừ, đừng có bóp quá. Với tại này anh trộn hơi ướt. Nè nè, nhưng mà góc sát đây nè, nó ít nước ăn nè. Ừ, gãy nó. Là cho ớt ăn là chỗ nào mà nó chưa ấy là ta gãy. Ta gãy ngang vậy nó cũng ra đó. Nhưng mà làm sao cho đều á, nó đóng cục là nhiều khi hằng ăn được hằng không được, ếch nó sồ. Ếch này hao nhiều á chứ sao, 12 con gì sáng ra có mấy con. Dưới chết nhiều kìa, này chết cả 100 con á. Sáng ra có xíu à, hôm qua về là đổ ra là thấy vài con rồi. Coi đi lượng chết nhiều nữa kêu ấy ta phao lại. Bung đều ra, cái lượng nước thức ăn chia nó đều, nó ăn qua một chuyến cái đầu gãy lại. Đây mô hình nuôi ếch nha, ở dưới nuôi ếch thả cá tra, trên bờ trồng mít với xài. Bung đều ra tại với ếch chưa quen, ngay mấy gốc nó chưa có thấy không, nó ăn kìa. Của anh Tư cũng hơi thiếu dĩ rồi, còn quận nữa đó, gãy sao mà quay lại cân lượng ăn sao cho đều, để ý bữa sau lại ăn rồi coi cũng ăn thức ăn rồi gớt cái xuồng kìa. Bung đều tay ra. Này phải này muốn cho ếch ăn ếch gành là phải chắc cỡ 3 thùng bia, 4 thùng bia là trời đổ kìa. Nó lượng nước ăn nó thất thoát chứ là bao nhiêu tiền rồi. Gãy lại thùng bẳng anh thật, vùng này nó không gãy thì mạnh tay anh thật. Đó mà từ đó đi nuôi ếch mà cho ếch ăn cũng đâu phải đơn giản thôi, đâu phải nó gãi xuống ăn là đâu. Gãi như gãi cái dồ. Ừ, phải gãi xuống rồi. Sao được chứ không? Gãi như anh hai cá nó không đều thấy không, vì nó bắt mấy cá sồ đổ vô đây nè, gãi mồi đó lên này. Ngày mai đốn hai cây trúc làm hai vợt rồi ta vớt buổi sáng, chịu khó vớt xong ta bỏ vô cái xô, rồi trưa là ta cắt làm hai ta chậu xuống cá nó ăn mới được, chứ vậy là nó ăn không được nè. Vớt ta để cái xô hả? Ừ, cái xô bơi nhỏ ha. Ừ, đầu cắt làm hai. Thấy không? Thấy cho ăn nhuyễn không? Mấy chục rồi đó mới được vậy đó. Mấy chục chai hả? Ừ. Là... nó dễ ăn đâu. Trời ơi tiền. Mới ăn lần đầu tiên sao so được phần gần phải không hả? Thì em nói anh nó làm cái này đâu phải đơn giản đâu, đâu phải cho ăn là chậu xuống rồi cho ăn đâu. Dạ đợi con ra. Đi vô đi đó, đợi gì nữa. Bữa sau tăng lên, mai tăng lên dính nha anh Tư, tăng nửa thao đi, này ăn chưa đủ. Quên thật không gãy hả? Không anh, sao mình chưa mấy cái cá đi vô chích cá rồi nhảy xuống cái tắm cái được. Ngày đầu tiên cho ếch ăn là phải nhảy xuống đè tắm cái mới được. Wow. Vô. Cái chút. Cái chút ý, cái vật này, bẻ sắt làm.